Dạ xin chào cô chú anh chị, hôm nay em xin giao lưu này là một lô sam hương nha cô chú. Rồi mã số 80. Đây cái mặt cắt hồi xưa đang kéo sẹo lại nha cô chú. Quanh cũ đây là 43. Hoành thân là 24,5. Chiều cao là 34. Mã số 80 em xin giao lưu là 1 triệu ạ. Mã số 80. Quảnh đây là 41. Hoành thân là 25. Chiều cao là 52. Rồi mã số 82 em xin giao lưu là 1 triệu em bao ship luôn. Mã số 82 ạ. Rồi 83. Quảnh đế đây là 40. Rồi quảnh ngay đây là 30 nha cô chú. Rồi mã số 83 em xin giao lưu là 1 triệu em bao ship ạ. Mã số 83. Quanh cái đấy đây là 41. Rồi quanh thân là 27. Chiều cao là 60. Mã số 84 em xin giao lưu là 1.100.000 em bao ship ạ. Mã số 84. Lùng lực nha cô chú. Mã số 85. Hoành đế là 41. Hoành thân là 26.
chiều cao là 35. Cái mã số 85 em xin giao lưu là 900.000. Mã số 85. Mã số 90. Cũ đây là 35. Hân là 25. Chiều cao là 35. Mã số 90, cây này 800.000. Mã số 90 800.000 hả cô chú? Quanh ở đây là 40. Quanh đây là 26. Chiều cao là 34. Rồi mã số 92, 1 triệu em bao ship. Mã số 92 ạ. Rồi mã số 93. Cái dáng bay ha cô chú. Quanh đây là 37. Quanh đây là 20. Chiều dài là 50. Mã số 93. Cái này 800.000 em bao ship. Mã số 93. Dạ xin chào cô chú anh chị, hôm nay em xin giao lưu là một lô phôi cần thân nha cô chú. Rồi mã số 51. Quanh cũ em đo dưới đây là 49. Quanh thân là 23. Chiều cao là 34. Đường kính bầu là 22. Mã số 51 em xin giao lưu là 800.000 em bao ship luôn. Mã số 51 ạ. Rồi mã số 58. Cộng dây chì nó còn dính ở đây nha cô chú. Cái này giống như cái bình tích vậy nè. Mã số 58. Cũ ở đây là 44. Đi đâu không được. Thân em đo đây là 25. Chiều cao là 35. Mã số 58, cây này 650 em bao ship ạ. Mã số 58. Mã số 59. Quanh đây là 32. Thân ở đây là 23. Chiều cao là 32. Mã số 59, cây này 600.000 ạ. Mã số 59. Thân ở đây là 23. Chiều cao là 42. Mã số 61, cây này 600.000 em bao ship luôn.
mã số 61. Chiều cao là 18. Mã số 62. Cây này 600 ngàn em bao ship. Mã số 62. Chiều cao là 31. Mã số 63. Cây này 600 ngàn. Mã số 63. Thân là 14,5. Chiều cao là 28. 64. Cái này 500,5. Của clip cái cũ, cái đế là 32, rồi thân đây là 25, chiều cao là 25 luôn. Mã số 65. Cây này em xin giao lưu là 550. Cảm ơn cô chú anh chị đã xem, mong được sự ủng hộ của cô chú anh chị qua số điện thoại là 0829 160 355. Dạ, xin chào.